Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 1/10 độ full đồ chơi Razer Boy của maker nước ngoài là hậu vệ của chiếc Sonic 1/5 nổi tiếng, và chiếc đó là dòng xe hai thầy Nova Dash 1/5. Honda Sonic 1/R đã và đang là dòng xe Hyperdrive được ưa chuộng nhất hiện nay. Dù không được phân phối thị trường ở Việt Nam, nhưng các maker trong nước đã có thể sở hữu được em nó qua các cửa hàng tư nhân. Sonic 1/10 độ full đồ chơi Razer Boy có bề kính nước ngoài. Chèn đầu chế độ thay đổi rất nhiều, từ dàn ốc giữ cái đồng cho tới cái bao tay Razer Boy, kết hợp cùng với tay con dầu Razer Boy bình dầu liền, kính kiểu CNC. Dàn chân trước thay vì sử dụng cái heo dầu nguyên bản 1 bit, thì chủ xe đã nâng cấp lên heo dầu Razer Boy 2 bit. Cái phần gấp nhôm Razer Boy to lớn đầy cứng cáp, cùng với cái tông màu với kẹt te Razer Boy CNC. Góc nhìn nhỏ ở phía bên này cho ta thấy được cái chú heo dầu Razer Boy 1 bit và bình dầu Rizuma CNC hình giọt nước. Cái thùng CV to lớn ở phía sau là không gian của chủ xe để những vật dụng cá nhân hoặc là nón bảo hiểm. Vario 1/10 độ cực đẹp với ống xả hàng hiệu, giảm sóc sau đình đám. Trong cái phân khúc 1/10cc, Honda Vario là mẫu xe tay ga gần như được ưa chuộng như này, mang cái vóc dáng nhỏ nhỏ nhưng bù lại thiết kế đậm chất thao đầy nam tính, cùng với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, phong cách cá tính. Chiếc xe này càng trở nên ấn tượng hơn qua những bàn tay dân chơi Việt, và cái chiếc Vario đổi dưới đây là một dẫn chứng cụ thể. Khoác cho mình một cái dàn tem đầy ấn tượng với cái tông màu xanh neon đang hot như này, kết hợp cùng với dàn đồ chơi đắt tiền làm cho chiếc xe này càng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Cái điểm đầu tiên mà nhiều biker thường đội nhất là cái phần biển số Titan trước, giống với cái thị trường Indo. Nhìn xuống dàn chân chế độ, ta chia sẻ cái sự nhẹ nhàng, cái niềm nhôm Razer Boy thay thế cho cái mâm hộp kim to lớn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đĩa gaffer, heo dầu Crembo logo lớn, hay bit đỡ xứng, cái màu xám khói. Cái dàn chân sau trở nên hầm hố hơn rất nhiều nhờ cái sự to lớn của cable 4 đốt, cái phát che các nước CNC nổi bật cùng với logo Crembo ở giữa. Phuộc Colin bình dầu rời tăng thêm độ nhúng êm ái cho xe. Ngoài ra, cái độ thẩm mỹ của xe cũng được tăng lên đáng kể. Cảm ơn bạn đã nhìn trực tiếp. Nhớ like, share, subscribe.